Hello, xin chào mọi người ạ. Mình là Yến ạ. Và ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ với mọi người về cái hành trình mà Yến đã vượt qua rào cản của chồng về trong cái việc kinh doanh online ạ. Và trước đây thì chồng Yến thực sự là rất là phản đối cái việc Yến kinh doanh online. Và cái giai đoạn đầu khi Yến bước chân vào kinh doanh online thì Yến gặp rất là nhiều khó khăn. Và lúc đấy Yến cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là thực ra chồng Yến cũng như chồng của mọi người là tất cả những ông chồng thì đều rất là lo lắng cho vợ của mình và cho rằng là vợ mình chưa bao giờ kinh doanh online cả, bây giờ đặt chân vào kinh doanh online chắc chắn là sẽ thất bại, hoặc là những ông chồng như chồng của Yến thì sẽ nghĩ là Yến cũng chưa bao giờ kinh doanh online và bây giờ nghĩ rằng kinh doanh online là vớ vẩn, sợ sẽ tốn tiền, sợ sẽ mất tiền, sợ người ta sẽ lừa vợ mình. Và cứ như thế các ông chồng luôn chọn cho mình cái giải pháp đó là an toàn cho vợ, chỉ muốn vợ là chăm lo gia đình, chăm lo con cái và phụ việc nhà, còn những chuyện làm ăn thì chắc là những ông chồng họ mong muốn là cái phần đó là phần của họ. Vì thế là chồng Yến cũng thế, nhưng mà Yến tại vì là cái lòng đam mê yêu thích kinh doanh online nên là Yến rất là quyết tâm, mặc dù chồng rất là phản đối, chồng không cho Yến kinh doanh đâu ạ. Nên là Yến gặp rất là nhiều khó khăn. Thì lúc đầu bắt đầu kinh doanh online thì chồng ngăn cản này, sau đó mình nhập hàng về thì chồng cũng cảm thấy là rất là khó chịu, và chồng Yến thì cảm thấy là không hài lòng. Bởi vì là Yến chồng có khuyên nhủ, nhưng mà Yến nghĩ là Yến tin chắc chắn vào bản thân mình là mình sẽ làm được. Nên khi nhập hàng về rồi Yến đã cố gắng để không làm cho chồng cảm thấy khó chịu. Và mỗi chồng Yến thì làm công việc nhà nước và Yến thì ở nhà buôn bán kinh doanh ở cửa hàng ở nhà mình. Và những thời gian rảnh rỗi đó thì Yến nghĩ là mình sẽ tận dụng cái thời gian rảnh rỗi đó để mình kinh doanh online. Yến chỉ nghĩ thế thôi. Và lúc đó thì chồng Yến thì khi anh làm việc nhà nước và sáng đi trưa về, nên là mỗi lần anh đi làm và con Yến thì đi học, nên thời gian rảnh rỗi đó Yến lại tập trung Yến làm video, Yến livestream và Yến học hỏi kiến thức ở trên internet và Yến tham gia các khóa học. Thì cái thời gian đấy cực kỳ vất vả, bởi vì là mình phải làm, thực ra là mình làm không công khai. Chồng không biết nhiều đâu ạ. Yến làm những lúc chồng đi làm thì chồng không biết mình ở nhà mình lo học như thế, nên là thỉnh thoảng có những lúc là công việc nhà mình làm nó giai đoạn đó mình tập trung học nhiều ấy, thì công việc nhà mình làm có những lúc là mình làm nó không chu đáo hết, nên là có những lúc chồng không hài lòng. Và những lúc như thế thì Yến cũng im lặng, và mình cứ im lặng như thế để cho chồng qua cơn nóng giận. Sau đấy thì ngày hôm sau chồng đi làm thì Yến ở nhà Yến lại cứ mình lại cứ học, mình tham gia các khóa học, mình lại livestream như thế. Và như thế mình Yến cảm thấy là như thế thì nó giảm được cái sự chồng đã ngăn cản mình, mà mình cứ cố làm những cái việc đó trước mắt chồng. Thì tất nhiên là lúc đó chồng sẽ rất là bức bối, rất là khó chịu, rất là không hài lòng. Nhưng mà khi chồng đi khỏi mình làm như thế thì cảm thấy là nó không đập ngay vào mắt chồng. Vì thế là chồng sẽ cảm thấy không tức giận. Và Yến quyết tâm. Lúc đó thì Yến thấy là mình cần phải quyết tâm chứng minh cái khả năng kinh doanh online của mình để cho chồng mình đồng ý. Và Yến kiên trì, Yến làm rất là quyết liệt. Yến quay video, Yến làm livestream, Yến học hỏi rất là nhiều. Và sau một thời gian dài, sau đó thì chồng Yến có theo dõi cái Facebook của Yến, và chồng Yến cảm thấy là Yến cũng là thể hiện mình rất là cố gắng và mình rất là yêu thích cái công việc của Yến. Nên sau đó thì chồng đã không còn phản đối nữa. Chồng vẫn để cho Yến kinh doanh online. Thì đấy là cái giai đoạn rất là vất vả, rất là vất vả của Yến. Và Yến hy vọng rằng là những chị em mà có chồng đang phản đối cái công việc kinh doanh online của mình ấy, thì các chị chỉ cần là các chị khéo léo thôi, các chị khéo léo một xíu thì chồng sẽ không phản đối. Bởi vì là cái phản đối đấy thì thực ra là ông chồng nào cũng thế cả, ông chồng nào cũng phản đối, bởi vì là họ chỉ muốn vợ mình ở mức độ an toàn, không muốn vợ mình tham gia những hoạt động nó mang tính mạo hiểm hoặc là dính đến tiền, nó liên quan đến tiền bạc. Thì thực sự các ông chồng rất là lo, nghĩ rằng là mình đi tiêu tiền vớ vẩn. Nhưng mà khi mình đã quyết tâm rồi và mình sẽ cố gắng,
thì lúc một thời gian thì chồng sẽ cảm thấy là cái sự quyết tâm đam mê của mình thì chồng chắc chắn là chồng sẽ đồng ý thôi. Thì Yến rút kinh nghiệm từ bản thân Yến cũng thế. Bản thân Yến chắc là cũng giống như những chị em đang xem cái video ngày hôm nay của Yến. Thì mọi người hãy, nếu mà chồng mình phản đối, mình khéo léo một chút, chồng mình đi vắng thì mình quyết tâm mình học. Và những lúc Yến trong đây cũng thế, những lúc mà chồng buổi tối, chồng Yến đi ngủ thì Yến lại thức. Yến hẹn đồng hồ về, hẹn báo thức và Yến dậy, Yến học. Học khi như cả những lúc là cả nửa đêm chứ. Học nửa đêm thì chồng mình không biết, bởi vì là mình đặt tai nghe vào nên là chồng không biết những điều đó. Thì mình cố gắng, mình quyết tâm làm thì chắc chắn sau một thời gian chồng mình sẽ cảm nhận được cái lòng quyết tâm và cái lòng đam mê của mình, thì chồng sẽ đồng ý thôi ạ. Vâng, và nếu các bạn quan tâm hoặc là các bạn thấy cái chia sẻ của Yến hay thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết đến nữa nhé, để nhiều chị em chúng ta cùng có cái đam mê yêu thích kinh doanh của mình, để vượt qua cái rào cản của chồng mình, nó được dễ dàng hơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của em Yến ạ. Và các bạn nếu muốn có gì đó muốn trao đổi hoặc là chúng ta nói chuyện, thì các bạn có thể là liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978485910, hoặc là mọi người có thể là kích chủ đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến là Yến Tân An, thì em Yến sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn về những cái vấn đề về kinh doanh online. Vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của em Yến, và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.